Chào các bạn nha. Đây là cái cây linh sam này các bạn. Cây linh sam này cũng chưa được cắt tỉa, chưa được dọn cho lắm nên nó cũng không có được đẹp, không chưa có dáng gì các bạn. Nhưng mà còn 10 ngày nữa Tết nữa, bữa nay mới nhớ gọi là lặt lá sam các bạn. Cái bữa lặt lá mai định lặt nó luôn nhưng mà quên mất. Nên bữa nay tiến hành sẽ lặt cho nó, để cho nó ra hoa, cho nó phục vụ Tết các bạn. Trên cây sam này nó ra hoa cũng quanh năm á, nhưng mà nếu chúng ta biết cách chúng ta lặt thì nó giống như cây mai thôi, là nó sẽ cho hoa rất là nhiều và đẹp. Hôm nay tôi sẽ tiến hành lặt lá cho các bạn thấy luôn. Đây đang bức nha các bạn, gai không à? Vừa làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, đó là nhiệm vụ thiêng liêng cao cả của mỗi người công dân. Còn thời gian nhưng mà phải làm việc song hành các bạn. Nên các bạn ở ngoài đời các bạn phải chia sẻ, phải thương cho các chú bộ đội. Đúng không đồng chí Châu anh mày? Dạ đúng rồi. Biết cái mục đích ý nghĩa bức lá sam không đồng chí Thông? Là làm gì trả lời thử nghe coi. Ra hoa hả? Đúng rồi, mới bổ sung kiến thức xong mà giờ trả lời sai nữa sao được, đúng không hả? Cây này gai không các bạn ơi, gai nhiều lắm, gai quá trời gai luôn. Nên bạn nào mà bức mà nó lâu quá thì các bạn phải ra ngoài uống nước đi dạo, chứ các bạn bức lâu quá nó nghĩ nó có vẻ chán nản, gai nó dễ đâm vào tay. Cái nhất, cái thứ hai nữa, bạn nào mà ẩu tả thì gai chích là nó chuyện bình thường, nên việc nhẹ nhưng mà lương cao, nhưng mà đòi hỏi kỹ thuật. Cái này nó cũng rèn luyện cho tính con người ta, cái học cái từ kiên nhẫn, nhẫn nhịn, từ từ. Đúng đồng chí Châu anh mày. Dạ quá đúng rồi. Nên tại vì sao mà bộ đội ta lại xếp nơi vụ, tại sao không có cuồng ngu quận là ném vô ba lô nó nhanh hơn, đúng không? Nhưng mà xếp nội vụ là nó có đó, mục đích ý nghĩa của nó hết. Trần Minh Thông trả lời đó, mục đích xếp nội vụ là gì? Đích xếp nội vụ là rèn cho chúng ta tính kiên nhẫn, nhẫn nhịn, bản lĩnh, tỉ mỉ trong từng nét, nhìn vào nội vụ và đánh giá tính cách mỗi người. Còn gì nữa? Hết biết. Nhưng mà cách xếp nội vụ là nó rèn luyện cho mình cái tư thế tác phong nhanh, vừa nhanh này, vừa tỉ mỉ này, vừa gọn gàng này. Từ cái nhỏ nhất mà mình đã tỉ mỉ gọn gàng thì khi mình làm những cái lớn thì nó cũng vậy thôi, nó không có ẩu tả được. Đây là cái bông hoa linh sam nha các bạn. Đây. Linh sam thì các bạn thấy này, màu tím. Cái này không biết chơi có kịp Tết không đồng chí Mạnh. Mấy cũng kịp á. Chắc không kịp nổi đâu. Tới đây tới Tết là còn 10 ngày nữa, 12 ngày nữa ha. Chắc không kịp rồi. Giá như biết sớm ha, lặt cách đây một tuần trước thì ngon, giờ thua. Quá chậm trễ.
Cái chung cũng sao, hoa mình chơi quanh năm mà, Tết không có hoa này thì hoa kia thôi. Hoa này lặt là... lá này lặt như lặt lá kêu mai các bạn, cứ giật ngược đấy, giật ngược theo cái chiều ngọn đó, đừng giật ngược theo chiều gốc là nó sẽ hư hết nụ, hư hết mấy cái lá, cái chồi non là coi như nó sẽ không ra hoa nữa các bạn. Ở đây có đồng chí nào hát được không? Hát nghe bài coi. Em hát dở. Rồi hát chợ thử hát nghe bài để nghe cho nó vui cái ta. Hát bài gì? Em đối hát luôn. Hít sao được. Không biết hít sao không? Dạ không anh ơi, thổi không kêu. Hả? Thổi lúc kêu nó không kêu. Tôi không kêu đúng sao đúng không? Nó bèo nhèo dưới. Hít sao cơ bản nên nói là không không lên tiếng thì nghe nó có vẻ kiểm tra lại đúng không? Đồng chí Mạnh. Đó. Dạ đúng. Chắc kiểm tra lại cái vấn đề ở góc độ Khẩu hình miệng. thành thật chứ. Thành thật liên quan tới cái vấn đề gọi là đạo đức. Chắc phải kiểm tra lại mới được. Lạc hơn tiếng rồi mà ba người lạc mà. Còn một tí xíu. Dạ rồi rồi nè. Lặt cái này cũng lâu ha. À, quá trời. Một người 1 tiếng rưỡi mà ba người là 4 tiếng rưỡi. Nếu mà để mà một người mà lặt thì chắc có lẽ cây này chắc được 1 ngày ha. À, nửa nửa buổi á. Nửa buổi đó là làm nhanh nha. Đó hơn luôn anh. Đó là làm một người làm lâu, làm ba người nó lại khác. Đây nha các bạn ơi, đây là thành quả 1 tiếng rưỡi đồng hồ của ba người các bạn. 1 tiếng rưỡi vặt lá rất là lâu, chắc cái này khoảng đợi cũng lâu nó mới có bông các bạn, nhưng mà có bông cũng lác đác rồi. Thôi đăng lên cho nóng các bạn nha.